Xin chào mọi người, em Lê Thanh Ngọc Việt Phúc, chuyên gia đồ dân dụng Nhật và xe đạp thể thao Nhật Bãi. Mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0979665264 để em sẽ cập nhật những sản phẩm mới nhất, hoặc mọi người có thể ghé qua website của bên em siêu thị hp.vn. Hôm nay em xin giới thiệu tiếp với anh em một em xe đạp Nhật Bãi dòng Touring, mang thương hiệu hơi khó đọc một chút, đó là Iglio, một thương hiệu được của nội địa Nhật, được sử dụng tại Nhật. Sorry, em đi vào chi tiết. Ok mọi người, tổng quan em này thì là em này màu trắng, size 44, dành cho anh chị em cao tầm 1m60 trở lên. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết. Mình đi sẽ qua bộ khung trước này, thương hiệu Iglio, đọc không được vần lắm. Mình cũng đang thắc mắc là sao lại có cái tên này, nhà sản xuất này không nghĩ cái tên đọc nó dễ hơn cái tên này. Thế thì mình không hiểu rõ. Khung nhôm, đây là bếp hàn vảy cá đặc trưng của cái vòng khung nhôm. Xe là khung nhôm này, bo tròn, khung dưới cũng là nhôm hết. Đây là những vết sơn bị sất nên mình đã chấm vào, vết sơn rất đẹp. Cốt yên zin nhôm, yên zin. Ok, mình đi sang phần trên trước này, tay bấm xả của S-Jam, 8 đĩa, rất đẹp, rất là chắc chắn, bằng nhôm luôn, niền phanh. Tay gạt đĩa cũng của S-Jam, ghi đông bằng nhôm, nguyên bản, cốt tăng nhôm luôn, chuông zin, rất là vàng. Thì cái dòng tay bấm xà của S-Jam này thì nó hơi khác một chút so với dòng Shimano. Đây cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, chuyên sản xuất các bộ tay bấm xà cho các dòng xe thể thao. Thì cái dòng S-Jam thì nó hơi ngược một chút. Nhưng mà biết thì nếu mà khi dùng Shimano, đây là tăng lít. Thế là còn khi mà ta muốn giảm lít ta sẽ gạt ở đây. Đấy, tức là hai dùng hai ngón tay. Nhưng dòng S-Jam thì chỉ dùng một ngón cái. Đấy, đây là lên, ấn đây xuống. Đấy, rất là tiện lợi. Và cấu hình của bộ tay bấm xả này thì nó cũng có thể nó hơn Atut hoặc tương đương, gọi là tương đương 19-10 S-Jam VR. Logo luôn, logo còn nguyên tua bóng, màng bọc bóng rất là đẹp, trông như là tấm la chắn. Càng là càng thép mọi người nhé. Đây là những cấu hình chung của những dòng xe Touring, bao giờ là khung nhôm càng thép. Bộ phanh của Techo quá nổi tiếng. Xe được trang bị cặp vành 700C, hai lớp chắn gió, sườn cao, hay là có gáy cao không? Nhiều người gọi là gáy cao. Đũa thì là đũa inox được sơn tĩnh điện. Đây mọi người thấy. Ai mà cần cầu kỳ thì có thể là cạo hết cái vết sơn này thành màu trắng rất đẹp luôn. Mayer zin theo xe. Cặp vành của hãng STR. Mọi người hơi bị mờ chút. Size lốp hiện giờ đang theo xe lốp của Kenda 700C x 28, còn tương đối. Mọi người sẽ thấy những cái dạng lướt, để lâu là nó sẽ bị giãn như này. Còn các cái mắt cũng rất là dày dặn, chưa bị mòn. Mọi người có thể đi thoải mái 6 tháng 1 năm để thay. Đây xa lốp này, 700C x 28. Ok, ta đến bộ chuyển động. Cùi dò S-Jam luôn, đồng bộ luôn. Con xe là group S-Jam luôn mọi người nhé. Bàn đạp nhôm này,
rất là bon. Bên mình đã dầu mỡ 3 đĩa, cần cả đĩa cũng của Esram luôn, Esram Via, rất đẹp, sáng. Ok, ta đến các cái chuyển động sau, chuyển sau cũng là của Esram Via, đồng bộ luôn, 8 lít, lít rất là đẹp, chống rỉ, rất là sáng. Các cái gờ vẫn còn là, các cái gai vẫn còn rất là dày. Mọi người có thể đi khoảng tầm 2-3 năm nữa vẫn ok. Vành sau cũng là vành của SGR 700 xe lớp. Đũa là đũa inox sơn tím điện. Xe lốp cũng là 700C x 28. Vành còn rất đẹp. Gân rất là cao, xuống rất là khỏe khoắn. Ta đi đến một số cái tem mà các xe Nhật Bản hay có. Ok, đây là một tem, à đây là tem thông số về cái chốt cốt yên. Đây là tem Sport Demo. Có theo mình nghĩ hay đoán đây là tem của một hiệp hội gì đó, là dạng như Auto Fun ở Việt Nam mình. Ok, tiếp theo đây, tem là tem đăng ký đăng kiểm của xe Nhật bãi. Chi phí ra để được một cái tem này là khoảng 1,2 triệu tiền Việt Nam. Cũng như khi mình đi đăng ký đăng kiểm xe máy ô tô Việt Nam mình. Đây, size 440 thì dành cho các anh chị em tầm 1m6 trở lên là vừa. Chân trống thì là bên mình đã thay trống khác, thì trong thì vận chuyển thì đã bị gãy. Máy ở sau zin theo xe. Ok, zin luôn mọi người nha. Mọi người có thể nhìn tổng quát em xe này. Mình xin tóm tắt lại là size 440 dành cho các anh chị em cao 1m6 trở lên. Cấu hình là bộ chuyển động SRAM 3x8, vành 700C khung nhôm càng thép. Đồng bộ SRAM luôn. Xin chào và hẹn mọi người trong các video tiếp theo.